Trời vào đông lạnh giá, cõi lòng vẫn vắng tình thương. Tình đầu đã tàn phai, người ơi thấu chân cho lòng. Tình đầu đã tàn phai, người ơi thấu chân cho lòng. Nếu anh ra đi để làm một cánh chim phiêu vô giữa bốn trời xa lạ, thì em còn ở lại nơi đây như một pho tượng đá đặng giữa hoàng cung trống lạnh u. Sao trời bắt chia đôi ngã đôi đường, tại sao chúng mình không còn gì nhau nữa. Mình đã hẹn thề trên bến nước Quỳnh xa, tay nắm tay nhau cùng điểm trăng quyền diêu, lòng ru lòng trong bản khúc tình ca. Chờ nửa đêm sương bạc trắng khung trời, hai đứa dắt dìu nhau trở về qua lối nhỏ. Hãy hát lên đi tiếng ru buồn nức nở, như chính con tim và người đang khóc lạnh âm thầm. Hãy hát lên đi cho ta ngủ tròn giấc say nồng. Ta rất sợ bóng đêm dài vô tận, nằm nghe tiếng vô đỉnh trời cao, nhớ mến mang về những kỷ niệm xa nhau, nhưng bôi xóa mà gần nhau chúng ta không còn nữa. Ta chưa muốn quên sao đành quằn mặt, để cho mọi người ôm trọn nỗi niềm riêng. Em tên gì? Dạ em tên Đinh Sơn Tùng. À Đinh Sơn Tùng. Lạ. Em cảm ơn chị Mỹ, anh Long và chị Ngọc Quyền. Em được hạnh phúc được đứng đây á, là em cảm ơn cô Bạch Tuyết. Tại hồi đó giờ em chưa bao giờ gặp được nghệ sĩ. Và em có gặp chị Ngọc Quyền một lần ở dưới quê. Tùng ở đâu? Em ở Bạc Liêu, mà em ở ấp Nhàn Văn á chị. Chị dạ, quên hỏi dạ, em... Tùng là Tùng làm nghề gì vậy? Dạ em ở trong miễu. Ở trong miễu. Dạ em ở trong miễu, em lo hương khói cho bà. Làm là ông Từ đó, gọi là ông Từ dạ. Ồ thấy thương quá. Mê cô Mỹ Châu từ lúc em còn 9 tuổi lận. Dạ. Giờ em nhiêu rồi? Em 30 rồi. Dạ em cưng quá à. Mê cô từ đó, chắc là cuộc đời và cuộc sống của em nó cũng giống tiếng hát của cô. Nên em quyết định em có một số người, mọi người nói em hãy nên hát những cái giọng hát nào đi, chứ đừng hát giọng giọng cô Mỹ Châu. Nhưng em nghĩ kệ. Nhưng mà may mắn được cô Bạch Tuyết chọn em được đứng đây để hát cho mấy anh chị nghe và bà con ở đây nghe cũng vui lắm. Anh hỏi dạ. Em nè một câu nữa. Lúc mà chị Ba Bạch Tuyết mà cái dòng sơ tuyển đó, tụi em cũng ca chất giọng của Mỹ Châu hả? Dạ. Rồi chị Ba Bạch Tuyết chọn em liền. Dạ. Em cảm ơn chị Ba đã chọn được một cái giọng hát lạ đến với chương trình, để em và Thoại Mỹ sẽ huấn luyện cho Sơn Tùng. Dạ. Tùng là không, Vân thấy là không chỉ luyến mà móc á.
móc xuống rồi móc lên rồi móc tới rồi móc lui, nói chung ủa sao mọi người cười em. Anh bấm nút chọn em là vì em có một cái giọng hát lạ. Em cảm ơn anh. À, anh hy vọng rằng em về đội anh sẽ biến cái giọng hát lạ của em thành ra là một cái nhân tố bí ẩn. Dạ. Và anh sẽ tìm ra cho em được một sự tỏa sáng trong cái tiếng hát của em. Anh sẽ biến hóa em, không còn là một Sơn Tùng như thế này nữa. Anh Long, nhưng mà người ta lạ rồi á thì anh phải biến sao để trở thành mà lạ kỳ nha. Không. Chứ đừng có thành mà lạ quắc. Anh sẽ biến từ cái lạ này thành cái độc. Em sợ cái vụ đó độc lắm. Dạ, em thích hiền. Như vậy là em, nếu mà em về đội Long là sẽ quá lố, là em sẽ bị lạ độc đó. Dạ em. Điều đó em đang sợ. Chị Mỹ em, ý định của em như vậy thì chị Mỹ sẽ là tuyệt vời. Chị Mỹ là chuyên trị những cái độc đáo mà trở thành là hiện tượng đẹp trên sân khấu. Có nghĩa là với chị Mỹ là lạ là không phải là lạ quắc, mà phải là lạ là... lạ... lạ lùng. Lạ lùng cũng được. Lạ lùng cũng được. Lạ nhân tố. À, Tùng biết không, à, cô Năm Mỹ Châu cũng là một thần tượng đối với chị. Một thần tượng lớn đối với chị đó. Dạ. À, trong nghề, từ xưa giờ em thấy không, chưa có ai mà ca giống cô Mỹ Châu được hết. À, khi mà em mới cất giọng lên á, chị đã chân hững rồi. Chị nói ô cái giọng gì mà lạ ngộ vậy ta, cái này hấp dẫn ạ. Nhưng mà không ngờ tiết mục của em đã chạm đến trái tim của chị Mỹ. Và cuối cùng bây giờ là em chọn ai? Dạ, hồi lúc nãy em có phỏng vấn á, ai nói anh ấy có hỏi em là chừng nào em biết được ban giám khảo chọn, em chọn ai. Em nói vẫn chưa gặp mặt chị Thời Mỹ. Và đây là lần đầu tiên em gặp. Em rất là vui nên em quyết định chọn chị. Chúc mừng, chúc mừng Thời Mỹ. Đã về Thời Mỹ. Chúc mừng Thời Mỹ.